chương trình văn hóa nhân bản Lạc Việt hôm nay chúng tôi đến đền Đức Thánh Trần và được gặp ông Phan Kỳ Nhơn và ông Hứa Trung Lập đều thuộc Liên ủy ban chống cộng sản và tay sai. Vậy thì xin ông Phan Kỳ Nhơn có thể cho biết rằng cái cảm nghĩ của ông khi ông được cái tin rằng 127 người mà họ nhận là trí thức để mà của cộng sản thì họ làm một cái giống như một cái kiến nghị cho đảng, gọi là đảng vận, để mà yêu cầu đảng cộng sản đổi tên nước và đổi tên đảng, thì ông nghĩ sao về vấn đề đó? Trước khi mình nói tới cái việc mà 127 những người trí thức ở trong nước mà đề nghị đảng cộng sản thay đổi đó, thì mình xét lại coi 127 người này là giống người nào đây. Trong này có những số mà hồi trước Việt Nam Cộng Hòa trước 75 là đã từng sống dưới chế độ của Việt Nam Cộng Hòa và đã phản bội, đã quậy phá đất nước Việt Nam miền Nam như thế nào. Thì chúng tôi không nói, đồng bào đồng hương cũng đã thấy rõ chuyện đó rồi. Và trong đó kể cả cái đám mặt trận giải phóng miền Nam, tới giờ phút này sau 40 năm mất miền Nam mà những người này chưa thức tỉnh được đối với đảng cộng sản, làm gì mà có chuyện thay đổi. Đối với chế độ cộng sản chỉ có con đường duy nhất, một là đảng cộng sản không còn tồn tại ở trên đất nước Việt Nam chúng ta, hai là chúng tiếp tục con đường ngự trị để bán nước và buôn dân. Đó là việc mà chúng ta cần phải nói. Còn những nhà trí thức kêu gọi thay đổi cái gì, đảng cộng sản mà thay đổi cái gì, đó là điều mà chúng tôi khẳng định với toàn thể nhân dân ở trong nước cũng như đồng hương ở hải ngoại. Thưa anh Nhật. Vâng, dạ thưa anh Hứa Trung Lập, anh nghĩ sao mà trong những thành phần đó gồm có ông Nguyễn Đình Đầu, là ông ấy cũng đã là khuynh tả từ rất lâu rồi, thứ hai là có Huỳnh Tấn Mẫm là một người chuyên viên biểu tình để chống đệ nhị cộng hòa thì và gây rối ở Sài Gòn trong rất nhiều năm, thì anh Hứa Trung Lập nghĩ như thế nào về những thành phần đó? Dịch anh, theo tôi nghĩ là 127 đó, vậy những người mà đưa ra kiến nghị như vậy đó thì họ là mặt nổi của cái chế độ mà thôi. Cái thật sự đó, cái phần mà chìm nó rất là nhiều. Chẳng hạn như bên đây, hiện tại bây giờ mình ở hải ngoại, lúc tôi Sài Gòn đây cũng có một số mà nó đã nằm vùng ở đây từ lâu rồi. Wow. Thì thử ra cái vấn đề đó thì tôi nghĩ là chế độ cộng sản chỉ có thay đổi hẳn cái chế độ thôi, chứ còn cái thay đổi cái danh xưng thì nó cũng có nghĩa lý gì hết. Tại vì họ có bao giờ họ thay đổi cái gì đâu, họ làm cái màu với mặt mày cho dân chúng thấy là họ có một sự biến đổi nào đó hay là một có sự thay đổi nào chút ít để người ta thêm tin, thêm chút xíu hy vọng. Thật sự người cộng sản lúc nào họ cũng không có thay đổi gì hết. Yeah. Dạ thưa ông Phan Kỳ Nhơn, ông có nghĩ rằng đây là một cái trò mà do chính cộng sản đưa ra để mà xì hơi trước cái đại hội 12 và đồng thời nữa cũng là họ chuẩn bị cho một cái sự mà giống như là một số thành phần đối lập quậy về sau này, thì ông có nghĩ như vậy không? Thật là cái điều đó là đương nhiên, là đây là cái trò bịp của chế độ cộng sản, làm cho nó để trấn an cái dư luận phần nào và trước khi cái đại hội của nó. Nhưng mà chúng tôi nói đi nói lại cũng khẳng định một điều, đối với chế độ cộng sản không có thay đổi, mà không có sửa đổi, mà chỉ là phải thay đổi hẳn cái chế độ đó. Còn thí dụ như bây giờ sửa đổi đường lối thì lấy tên khác hay là gì, nhưng mà vẫn là kêu là rượu cũ mà bình mới thôi. Cũng những cái thằng tham nhũng, những cái thằng bán nước, những cái thằng buôn dân đó lên nắm trên quyền, đó là chuyện đó. Đây là vấn đề cụi do cộng sản dựng lên để mà trấn an phần nào đối với dư luận, những người non lòng nhẹ dạ tin theo thôi. Dạ thưa anh Hứa Trung Lập, thì anh có thấy rằng thì là 3 triệu đảng viên cộng sản mà đều là những thành phần mà họ đã cả một cái hệ thống là ăn cắp ăn cướp và gọi là có đặc quyền đặc lợi trong cái vấn đề đảng viên, thì liệu rằng có thể là mà họ thay đổi được một chút gì khi mà chỉ có thay đổi tên đảng và tên nước hay không? Chứ anh thường thường ở đây tôi thỉnh thoảng uống cà phê với anh em thì tôi có nhắc hoài cái người cộng sản đó, thì anh nhớ là hồi xưa cái thời mình nó thì hay có câu là
con ơi hãy nghe lấy lời cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Mà anh nghĩ tính những người cộng sản họ mà ăn cướp cho 40 năm rồi, thì anh nghĩ là họ giàu cỡ nào, thì làm sao họ phải thay đổi. Mà họ đúng cả ăn cướp được mà họ thay đổi làm chi. Thành thử ra mình đừng có mơ tưởng là họ sẽ thay đổi. Hoặc là tôi thấy ở đây có một vài tin mới đó, là ở đây họ sẽ kêu gọi, họ sẽ làm như là họ kêu gọi cái đường lối mới đó, sẽ kêu gọi một số người nào mà họ muốn thay đổi để mà có thể tiếp theo cái đường lối của họ đó. Thì bây giờ họ đưa mình vô, cũng như mà cái chiếu họ có 8 người, mình có 2 người vậy đó. Cái đó là một cái chiêu dụ thôi. Thật sự là không, cộng sản không bao giờ nó làm cái chuyện đó. Vâng, dạ, thưa ông Phan Kỳ Duyên, ông nghĩ rằng những thành phần ở hải ngoại này mà như trước đây có 35 người cũng nhận là trí thức rồi cũng muốn liên hệ với cộng sản, như bây giờ đó là cái kế hoạch này có thể là do bọn mà ngoại vận nó sẽ vận động để đưa một số người vào và nó bảo là đại diện của hải ngoại, thì ông Phan Kỳ Duyên nghĩ sao những thành phần? Thì những thành phần đó mình phải nói là những thành phần theo đối băng tàng. Những cái thành phần đó mà dù họ là trí thức hay gì nữa nhưng mà cũng thuộc về loại thành phần theo đốm ăn tàn, chứ không phải là những thành phần có tinh thần quốc gia dân tộc. Nói thẳng một câu, tới giờ phút này người dân Việt Nam nào là có tinh thần quốc gia dân tộc đều thấy rõ được cái đường lối của chế độ cộng sản và thấy rõ được điển hình trong 40 năm cộng sản chiếm miền Nam, cộng sản làm được việc gì ngoài việc bán nước cho Tàu, ngoài việc buôn dân đưa ra xuất khẩu ở hải ngoại, và ngoài việc tham nhũng để dơ dét tài sản của nhân dân để mà để làm của riêng tư. Đó là ba việc đó, thì đồng bào đã thấy rõ chuyện đó. Do đó cái chuyện mà những nhà trí thức ở hải ngoại có cái quan niệm đó là chẳng qua là những kẻ này là những kẻ theo đốm ăn tàn mà thôi, vì một quyền lợi riêng tư nào đó, chứ không có tư tưởng có tinh thần quốc gia dân tộc. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã trả lời cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Xin thành thực cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý đại và cảm ơn Đồng Hương. Cảm ơn.